Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu về phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Mão. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày giờ Dậu, thụ tử ngày giờ Thân, nguyệt phá ngày giờ Tỵ. Trước khi chúng ta cùng đi tìm hiểu về ngày tốt của tuổi Mão thì cùng đi loại trừ những ngày xấu cần phải tránh. Những ngày xấu cần tránh gồm có ngày Tam Nương, ngày Con Nước, nguyệt phá, xung tuổi, xương công kỵ, sát chủ, thụ tử, thiên địa chuyển sát. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể từng ngày một. Đầu tiên là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương là ngày xấu, không phù hợp để ăn hỏi, cưới xin. Trong đó ngày Tam Nương gồm những ngày mùng 3 âm lịch là Giáp Tý, Bỏ. Ngày mùng 7 âm lịch Mậu Thìn, Bỏ. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, Bỏ. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão, Bỏ. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi, Bỏ. Ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý, Bỏ. Đây là những ngày Tam Nương. Tiếp theo, ngày Con Nước gồm có ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân, Bỏ. Ngày 25 âm lịch là ngày Bính Tuất, Bỏ. Nguyệt phá gồm những ngày Tỵ, tất cả những ngày Tỵ đều là ngày xấu, trong đó có ngày mùng 8 âm lịch là Kỷ Tỵ, ngày 20 âm lịch là Tân Tỵ, ngày nguyệt phá là ngày xấu. Ngày xung tuổi gồm những ngày Dậu, trong đó xung tuổi tháng 10 âm lịch có ngày 12 là Quý Dậu và ngày 24 là Ất Dậu, Bỏ. Xương công kỵ gồm có ngày 23 âm lịch là ngày Giáp Thân, Bỏ. Sát chủ gồm những ngày Dậu, Bỏ. Thụ tử gồm những ngày Thân, Bỏ. Thiên địa chuyển sát gồm có Bính Tý và Nhâm Tý, trong đó tháng 10 không có Nhâm Tý, chỉ có Bính Tý là ngày 15 âm lịch, Bỏ. Trên đây là những ngày xấu mà tuổi Mão cần phải tránh trong tháng 10 âm lịch năm 2020. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta cùng đi tìm hiểu những ngày tốt của tuổi Mão. Ất Mão sinh năm 1975 có thần tài và quý nhân vào những ngày Mão, Tý và Thân. Trong đó, ngày Mão có ngày mùng 6 âm lịch Đinh Mão, ngày mùng 6 âm lịch Đinh Mão và ngày 30 âm lịch là Tân Mão. Ngày Tý gồm có mùng 3, 15, 27 đều là những ngày xấu. Thân thì có ngày 11 và 23 âm lịch cũng là những ngày xấu. Vì vậy, thần tài quý nhân tuổi Ất Mão sinh năm 1975 chỉ có mùng 6 và 30 âm lịch. Còn về nhị hợp Thiên Mã, địa chi ngày Mão gồm có Tuất và Tỵ. Trong đó, Tuất còn ngày mùng 1 âm lịch. Tỵ trùng với ngày nguyệt phá nên không có ngày đẹp. Tiếp theo chúng ta cùng đến với Đinh Mão sinh năm 1987 có lộc tồn quý nhân gồm những ngày Ngọ, Dậu, Hợi. Trong đó Ngọ có những ngày mùng 9 âm lịch, Canh Ngọ 21 âm lịch, Nhâm Ngọ. Ngày Dậu thì trùng với ngày sát chủ xung tuổi, không đẹp. Hợi thì có ngày mùng 2 âm lịch Quý Hợi, 14 âm lịch Ất Hợi và 26 âm lịch Đinh Hợi. Nhị hợp Thiên Mã, địa chi của tuổi Mão gồm có Tuất và Tỵ. Trong đó, Tuất chỉ còn ngày mùng 1, Tỵ là ngày nguyệt phá không hợp. Tiếp theo chúng ta cùng đến với Kỷ Mão sinh năm 1999 có những ngày đẹp như sau. Gồm những ngày Ngọ, Tý và Thân. Trong đó, ngày Ngọ thì có ngày mùng 9 âm lịch và 21 âm lịch. Tý và Thân. Tý thì chúng ta không có ngày nào đẹp cả, Thân cũng thế nên chỉ có ngày mùng 9 và 21 âm lịch. Địa chi của tuổi Mão có nhị hợp và Thiên Mã vào Tuất và Tỵ. Trong đó, Tỵ có nguyệt phá, Tuất chỉ còn ngày mùng 1 âm lịch.
Tân Mão sinh năm 1951 và 2011. Tân Mão gồm có ngày Thần Tài và Quý Nhân gồm những ngày Dậu, Ngọ và Dần. Trong đó, ngày Dậu là ngày sát chủ, không hợp. Ngày Ngọ có ngày 9 và 21 âm lịch. Dần có ngày 5 âm lịch, 17 âm lịch và 29 âm lịch. Địa chi có nhị hợp Thiên Mã là ngày 1 âm lịch, là ngày Nhâm Tuất. Quý Mão sinh năm 1963, có Thần Tài, Quý Nhân gồm những ngày Tý, Tỵ và Mão. Trong đó, ngày Tý không có ngày đẹp, ngày Tỵ trùng với ngày Nguyệt Phá, chỉ có ngày Mão là ngày 6 âm lịch và ngày 30 âm lịch. Nhị hợp địa chi có nhị hợp Thiên Mã là ngày 1 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây gồm những ngày tốt và ngày xấu của tuổi Mão vào tháng 10 âm lịch năm 2020. Chúng ta sẽ cùng đi tổng quát lại. Ất Mão sinh năm 1975 có ngày 1 âm lịch, 6 âm lịch và 30 âm lịch. Đinh Mão sinh năm 1987 có ngày 1 âm lịch, 2 âm lịch, 9 âm lịch, 14 âm lịch, 21 âm lịch và 26 âm lịch. Kỷ Mão có ngày 1 âm lịch, 9 âm lịch, 21 âm lịch. Tân Mão có ngày 1 âm lịch, 5 âm lịch, 9 âm lịch, 17 âm lịch, 21 âm lịch, 29 âm lịch. Quý Mão có ngày 1 âm lịch, 6 âm lịch và 30 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát và luôn ủng hộ chúng tôi. Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thì quý vị đừng quên like, share, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.